Trời ơi Phương, cái giao cá này của mày 200 nha. Bỏ lên đây đại nha, có cột cái bọc rồi chắc cũng không dơ đâu. 200. Giao cá vậy? Ai cho mày vô nhà tao giao cá à? Thì bình thường mày qua bên sạp tao lấy. Này tao cứ ngồi đợi hoài không thấy mày qua lấy thì thôi. Tao thấy gì nghĩ mày có chuyện gì gì đó thì sẵn tao dọn dẹp sạp đồ xong hết trơn rồi tao đem cá qua cho mày luôn. Mày nhớ lộn rồi mày ơi, tao có đặt cá mày đâu. Không phải đâu, lộn rồi. Gì trời. Nè, coi cá nè. Nay là tao để cá là toàn là hàng ngon, hàng tiễn cho mày luôn. Mày coi, nè, con mắt cá còn trong vắt luôn, thấy không? Đó, tao mừng sẵn luôn, sạch sẽ hết trơn. Bây giờ mày lấy về chiên xả hoặc là mày chiên không gì đó cũng được hết. Xong rồi mày bán cho khách, đảm bảo là khách mê dữ lắm luôn á. Ờ, tao không lấy, tại vì tao có mối khác rồi. Nói gì kỳ trời. Tao bán cho mày cho tới thời điểm bây giờ luôn. Tao có lên giá hay là gì đâu. Cá tao cũng buôn bán cho mày toàn là cá chất lượng, cá tươi ngon không được. Tao có làm gì bậy bạ với mày đâu hay là làm mày phật lòng đâu. Tự nhiên mày đổi mối khác là làm sao? Thì làm người thay đổi thì tao cũng thay đổi mối lấy cá, được chưa? Tao mệt mày quá rồi, mày về giùm tao đi. Tao buồn ngủ lắm rồi, về giùm tao đi. Cá ngon thì... Thôi tao buồn ngủ lắm rồi, vậy tao ngủ à. Phương! Thiệt. Em mua tới chỗ luôn. Con năm chục sao mua cá thôi, chạy bả đi ngủ chứ cũng sao mệt. Giao xả với ớt rồi Thương ơi. Trời, cái gì vậy? Ủa, giao xả ớt hả? Ừ. Ê mà cái cá mắm gì mà để thú quất xin nướng lên chứ vậy ăn uống gì được nữa. Trời ơi, cái này mùi cá người ta tươi ngon vậy. Cá mà càng mùi như vậy nó mới càng ngon á. Không biết cái gì hết trơn á. Rồi có mua không? Không, mua gì? Mày sáng 100 nó mới đem qua tao kìa. Một đống cá tươi luôn, tươi mà dễ đình đạch luôn. Vậy xinh xinh cá vàng tươi ngon gần chết đi giao hỏng lấy cá vàng mới tới đây. Ôi, sáng sớm chưa buôn bán được gì mày lại ở đây cái mặt mày chù quá. Rồi đi giao cá cho người ta rồi, từ ở dưới nước bơi lên trên bờ rồi, được mần sẵn luôn rồi, đưa cho người ta mà người ta không lấy. Thôi mày ơi, để tao coi tao mua cho. Ông buồn tái thế hả? Bục gì mà bục, tao là đang thèm cá chiên nên tao mới mua cho mày đó. Thì nãy đã nói rồi đó, đi giao cá cho người ta làm sẵn hết trơn mà người ta bùng người ta không lấy. Nhưng mà hơn là nhờ có mày, mày vô buộc tái thế, mày cứu cổ cứu đạn cuộc đời tao. Ê, cái đống cá này là tao chạy vô tao ướp liền mới được quá. Ướp miếng xả vô là chiên ba cháy. Nghĩ sao trời? Gái đẹp vô cùng tận vì ôm mà không tận hưởng mà còn chê còn né. Nhớ trả tiền nha. Nhớ chưa? Ê, mà nói chưa thấy đống cá này là nó cũng cũng rồi đó. Không mấy là mày có gà vịt gì để đem cho tụi nó ăn đi. Cũng thôi làm phân bón đi chứ cái này ăn uống gì được nữa. Trời ơi, cá người ta còn ăn gì mà kêu cho gà vịt ăn. Thôi trả tiền đi. Về á. Thương, có cá rẻ không? Đem về kiếm mấy cá rẻ rẻ vạt vạt về bán cơm mà. Còn nè, ê hề đây nè. Rồi làm cái gì mà thân tàn ma dại gì mà mùi mùi không vậy? Càng mới dại ghê vậy. Hôm qua ý là mình hơi quá chén, mình hơi ăn xíu không? Cho nên là sáng đi mua cá không có, cho nên mới qua bà mua cá nè. Chỉ tình hàng xóm đó nha. Nè, còn như đây lấy luôn hết đi nha. Nhiêu tiền? 50 thôi. Trời ơi, vô anh. Khoan đi. Vô gì? Cá mùi như vậy ổn không? Nè. Ê. À, không mấy giờ tao tặng luôn cái này cho mày về ướp cá. Ấy là lấy cái này nó mùi cái mình để mình nấu lên. Đúng, bao ngon luôn. Hay quá phèn. Ê, đợi xíu vô lấy bịch bỏ vô cho. Ok. Sao mày giữ thần giữ đất vậy trời? Nó không lấy cá của mình mà nó vẫn có cá bán người ta. Mày đứng đây làm gì vậy? Nó kìa. Nó không lấy cá của tao, nó bùng cá của tao mà sao nó vẫn có cá nên nó bán cho người ta kìa. Ê, ăn sớm mày. Cho dĩa cơm cá chiên, giống này nè nha. À ok, vô rồi. Ê, nay chợ được khách nhiều không mà hóc dữ mày. Đù, dĩa cơm ngon ta, cho miếng à.
bỏ chai. Trời ơi, để bạn anh đi. Ừ thôi trả nè. Mày lái xe mệt lắm gì. Thằng này nó buôn bán có chuyện rồi. Nó bán á, nó lấy cá bài cá ương bình thường á, nó bán cho khách ăn xong rồi khách á, cấp cứu cho bệnh viện kìa. Ồ. Lấy cá của ông Thượng. À. Thoải mái nha, thoải mái nha. Thôi, không ăn cơm này được, không ăn cá này nha. Chị, đừng ăn cá này nữa. Mày còn dám bán mấy cái cá này nè. Mày biết á, là bé ba nó ăn cơm của mày vô xong nó nằm trên bệnh viện cấp cứu không? Mày mắc cười quá. Bé ba nó ăn bạn bạ tự nhiên qua quán tao bán vốn là sao? Bác sĩ hỏi đó mới biết được là nó ăn đúng một cử một ngày. Mà cái cơm nó ăn là cơm cá chiên của mày đó. Thôi mày khỏi chối nữa. Hôm bữa tao qua nhà con Thương tao giao đồ. Tao vô tình tao nghe được cuộc nói chuyện của mày với con Thương. Nó bán cho mày là cái cá ương mà mày vẫn mua đúng không? Mày bán cá ương hả? Không có cha, trời ơi, Dũng nghe nó. Nó qua quán em nó kiếm cớ quậy á. Mày nói tao hả mua cá ương của con Thương bằng chứng đâu? Bằng chứng ở đây nè. Đây xô cho cắm đầu ra trước luôn. Nè nè nè, không có liên quan đến tao nha. Đừng có mà là lùm xùm chứ. Ok, giờ tao nói cho nghe luôn. Đúng là tao có cá ương thiệt. Nhưng mà tại vì nó cần nên tao mới bán. Chứ tao đâu có ép, đúng không? Rồi về nó làm gì thì kệ nó. Chứ mắc mớ gì tao mà đổ thừa tao. Vậy không liên quan. Bà ăn nói gì mắc cười quá à. Cá của bà lúc đầu á trương sình thúi. Tôi không mua, cái bà kêu á, thôi tao tặng bịch xả bịch ớt nè, về hả ướp vô đi, nóng lên đi là hả nó hết thúi liền. Dám đâu bà, về nó vẫn còn thúi. Tôi phải bỏ thêm phụ gia hóa chất vô nữa thì nó mới hết thúi vậy á. Rõ ràng, thấy chưa? Mày bỏ thêm chất phụ gia hóa chất đồ này kia nọ vô, tao đâu có kêu mày làm vậy đâu, đúng không? Rồi bây giờ khách người ta ăn mà có cái hệ trọng gì á thì đó là lỗi của mày. Ê, mày bán cá rồi bỏ hóa chất vô, rồi cho anh em tài xế tao ăn. Lỡ anh em tao chở khách đi trên đường cao tốc rồi xảy ra chuyện gì rồi làm sao? Thôi anh, hai đứa bay á, khỏi có đùng đẩy nữa. Mày á, biết cá của mình hư thúi, tao cũng đã nhắc rồi. Mà mày cố tình mày bán để mày kiếm tiền, xong đưa qua thằng này rồi thằng nghĩ sao? Bỏ thêm chất hóa học nữa. Hai đứa bay coi mà đưa mấy cái khách đã ăn này đi lên bệnh viện kiểm tra coi người ta có bị gì không ha. Chứ không lên công an phường là tụi bay hơi bị nặng tội rồi đó. Lẹ mày. Đây nè em nhau tới. Ủa gì luôn đúng không? Quá xa quá xa. Thì vô chậm rồi. Thì vô chậm nhịp rồi. Chứ có đi làm âm thanh nó lại luôn. Trẻ dễ. Cho diễn như cũ nha. Có đỉnh gì. Cơm cá chiên. Thôi em cần nó. Thôi nè. Chị, đừng ăn cơm này nữa. Nói mà cái mặt mày cơn 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 hút cho một đá.